trả lời anh. Em ở đâu tối nay? Nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt vô gì trong vẻ đau đời em, làm về đâu mất những cảm xúc thật. Nói đi em đừng làm anh tin rằng nước mắt nơi em rơi dễ dàng. Trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng từ mãi, đừng làm im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau, chẳng điều chi quý giá hơn chân tay. Đến đây thôi mình rời tay đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi anh say mê bên ai như đôi ta đã từng. Một người đã được không nhìn thấy gì, những phép màu xảy ra cuộc đời bấy khi. Đến bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không có niềm tin. Xin thiệu em làm gì tối nay? Chẳng điều gì quý giá hơn chân thành. Đến đây thôi mình rời tay đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi anh say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ước chưa nhìn thấy những phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi. Đến bây giờ anh ơi nhìn em bằng ánh mắt không có niềm tin. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đôi tay. Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Anh mắt không có niềm tin. Đến bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt.